Nếu bạn cần một chiếc xe đi trong phố 24/24, trọng tải 930kg, xe tải van, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe rất đẹp. Nó đã bao gồm cái hệ thống nhận diện thương hiệu Decan mà đã quá nổi tiếng của ô tô Thái Phong rồi. Mời các bạn hãy đón xem cái video mình chiếc xe tải van V2 của Đông Ben đời 2020 hoàn toàn mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô thiện nhân Đông Ben Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì trên cái trước mặt các bạn là một chiếc xe Đông Ben V2 phiên bản 2020, trọng tải 930kg, đi được trong phố của Đông Ben. Thì cái sản phẩm này bên mình đã dán đề cam và nhận diện thương hiệu. Thì đây là một trong những cái thế mạnh của ô tô thiện nhân. Bên mình thiết kế đề cam và dán nhận diện thương hiệu trên chiếc xe của các bạn. Trên này nó sẽ thể hiện ra là những cái gì mà các bạn có, từ những dòng sản phẩm các bạn có cũng như là những cái thương hiệu mà các bạn đang theo đuổi. Đấy, trên này sẽ có đầy đủ hết này. Đây là một chiếc xe mà mình xuất cho một cái đơn vị, tên của họ là Emin. Ở website của họ là emin.vn, họ bán những cái sản phẩm thiết bị đo lường này, thiết bị thí nghiệm và tự động hóa và dụng cụ cầm tay này. Các bạn có thể nhìn thấy đa phần các cái sản phẩm của họ trên này. Thì đây là một trong những cái bản thiết kế mà mình làm cho theo yêu cầu của khách. Mặc dù là với những người, có một số người thì sẽ thấy nó không đẹp, nhưng mà mình sẽ làm để cho các bạn cảm thấy ưng ý. Bao giờ ưng ý thì thôi. Đấy, thì đó là một trong những cái đặc điểm thế mạnh của ô tô Thái Phong. Đông Ben Thiện Nhân sẽ giúp các bạn làm được điều đó. Chiếc Đông Ben X30 V2 cũng đã quá quen thuộc rồi. Nó là cái sản phẩm hoàn toàn mới của Đông Ben, trọng tải cũng mới nữa, 930kg, đi được trong phố. Có một cái ngoại thất và nội thất nó rất quen thuộc rồi. Đấy, với cái động cơ là 1.5 lít, công suất cực đại là 80kW ở 5.200 vòng quay, thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của sản phẩm này chỉ từ khoảng 6,5 lít thôi. Đấy, thì cái sản phẩm này thì nổi bật với cái khoang hàng rộng nhất trong phân khúc. Các bạn không thể nào tìm thấy được cái chiếc xe tải van nào khác trên thị trường mà có cái khoang hàng lớn như thế này. Chảy lót sàn đã có rồi, lót sàn dày 3 ly, 2 lớp, cho phép các bạn hàng hóa đặt trên xe mà không gây ra sức thủng. Đấy, ở đây thì sản phẩm này mình đã bắn cho khách hàng một cái tấm chắn điều hòa tôn lạnh này. Nó không được đẹp lắm, thế nhưng mà nó đầy đủ và nó sẽ bền so với thời gian mà các bạn sử dụng. Với chiếc xe V2 thì cũng đã quá quen thuộc rồi, mời các bạn xem qua. Chúng ta có một chiếc xe tải van mà không thiếu bất kỳ một cái tính năng nào cho tài xế, từ điều hòa 2 chiều cho được lái điện, kính điện, khóa điện. Đây là chiếc xe V2, đây là chiếc xe tải van duy nhất có thể khiến các bạn chết rét trong cái thời tiết Hà Nội khoảng 40 độ C như bây giờ. Đấy. Ở đây mình đã có cái này là cái bọc da vô lăng này, đây là lót sàn này, đầy đủ hết rồi. Thì ngoài ra thì đây mình còn có camera lùi, camera hành trình cho hàng nữa này. Đấy. Các bạn nhìn thấy khoang đằng sau nó kín như này. Với cái chiếc xe V2 bình thường không cần tấm này, nó đã khiến cho các bạn chết rét rồi. Còn đã có tấm này rồi, mình nghĩ các bạn sẽ đóng băng. Ok, đây là chiếc xe tải van tốt nhất hiện tại đã có trên thị trường. Nó là một trong những cái đón đầu cái xu thế mới nhất. Từ ngày 1 tháng 7, những chiếc xe mà trên trọng tải 950kg sẽ cấm vào phố, thì cái sản phẩm này đã được vào phố hoàn toàn. Nó có một phiên bản nữa là phiên bản 5 chỗ. Nếu các bạn quan tâm đến nó, các bạn muốn làm một cái nhận diện thương hiệu đẹp như này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.